2%. Rồi. À, ok, đã có sẵn đâu mà chị, 1, 2, 3 và 1. Ok, một thì chấm. Là mình sẽ in ra số tiền lương sau tới. Ừ thì nhưng mà vấn đề là mình hỏi là bạn bây giờ bạn còn từ từ đã, mình muốn hỏi bạn nhá, cái tiền Bạn tiền lương chuối là cái biến nhập vào đúng không? Thế sao bây giờ bạn lại dùng chính nó để mà tính luôn là như nào nhỉ? Sao bạn không tạo ra một cái biến mới đúng không? Tiền lương sau thuế là như nào đấy chẳng hạn đúng không? Thay vì bạn phải dùng chung trạng này đúng không? em chưa nghĩ ra ạ, chịu đoán được sao thế. À, có bạn nào góp ý bạn nhỉ? Ở đây. Nghĩ là nếu mà bạn ấy dùng thế cũng được, vì là nếu mà làm thế thì nó sẽ tiết kiệm đấy hơn, tiết kiệm dữ liệu hơn. Đợi nhau chỉ có là mà những người khác nhìn vào thì kể sẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao tiền lương trước thuế cùng nó, kết quả tiền lương trước thuế nó đã là cái biến đầu vào nhập vào rồi, nó lại cũng là cái biến kết quả in ra nữa đúng không? Thế cái đấy nó tiết kiệm về biến nhưng mà nó lại là hơi sai về logic một tí. Vì ở đây là đến lúc cuối mọi người sẽ thấy là một cái biến lại vừa để nhập vào mà lại vừa để in kết quả ra, hơi buồn cười. Em sẽ cho Green một cái dòng lệnh nữa. Tuy bạn làm nào được, bạn làm theo ý bạn thôi, rồi sau mọi người sẽ góp ý, bạn cần thoải mái. Bạn nào nghĩ bạn giơ tay đúng không? Nói chắc thì em sẽ không đủ. Không đâu, em chỉ có ý kiến thôi, không bạn Ừ, cứ trình ok, thế bạn có ý kiến gì? dễ thì bởi vì là cái tiền cuối cùng mà mình tính nó chỉ là tiền lương nhân với cả thuế. Cho nên là em nghĩ là nên tạo ra một biến thuế khởi tạo nó bằng không, và cứ mỗi lần ít thì mình sẽ điều chỉnh cái biến đấy. Đấy chính xác đấy, đấy chính là cái mà mình đang 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 thắc mắc vì sao bạn không có biến nào tên là thuế đúng không? Mặc dù cái đối tượng chúng ta tính đang là thuế nhưng mà đây lại không hề xuất hiện một cái biến nào tên là thuế ở đây cả. Tức là ý của bạn đang nghĩ là gì? Tức là vì ở đây cái đối tượng chúng ta làm việc ấy, nãy giờ chúng ta sẽ làm việc với các loại thuế đúng không? Là thuế thu là do số lượng con này rồi tình trạng hôn nhân các thứ này thì chúng ta sẽ phải cầm cái biến là thuế. Nếu mà bạn có thắc mắc là bạn có gì chưa làm được bạn cứ hỏi nhớ để mọi người cùng support cho bạn. Cái việc mà Em hỏi đi, ok. các cái điều kiện mà anh ở trong đề ấy, thì mỗi phần là tính một loại thuế riêng Không, hay nó là không nó sẽ là tuần tự với nhau, tức là phần A thì sẽ là độc lập đúng không? Còn phần B thì sẽ là dựa vào kết quả phần A tiếp đúng không? Tức là giả sử như là phần A ông phải chịu thuế 7%, phần B ông phải chịu thuế 5%, thì cả 5,7% này nó sẽ tính cái gốc ban đầu ấy. à, tức là tính vào cái gốc ban đầu chứ Đúng không rồi, gốc tính ban đầu. vào cái Đúng rồi. đã nhân à? Đúng rồi, thực tế là tính lên sau này tiền lương thật các bạn cũng tính như thế mà không ai tính kiểu tính dồn phần B tính phần A đâu đúng không? Sau này Vâng. các bạn đi làm người ta cũng tính như thế mà, sở thuế tính nhau thì mình tính như vậy. Vâng. Người ta sẽ chỉ tính trên cái lương gốc các bạn thôi chứ ta không cần quan tâm là các cái phần khác để bạn chịu bao nhiêu phần trăm. Nào mình hỏi các bạn là theo các bạn hiện nay là code của bạn đang có vấn đề gì không, của bạn bạn code của bạn cứ code nhé, mình hỏi các bạn khác thôi, bạn code của bạn cứ code đi. Nào, các bạn khác có thắc mắc gì về code của bạn hiện nay không? Ok, bạn mời bạn phát biểu, bạn đọc đọc tiếng nạn đúng không? Em thấy phần thuế ở đây như là lo báo đỏ hay là chưa được gán giá trị á, Đúng rồi, thì chính cũng xác, có lỗi này. tức là bạn đang để một cái biến mà bạn để cho nó cầu bất cầu bơ, nó chả được gắn vào cái gì cả, không tên tuổi, không mã số định danh gì cả đúng không? Nào, thế bây giờ gán thuế bằng bao nhiêu bây giờ? Rồi mời bạn phát biểu, mình biết là sẽ có bạn phát biểu mà. Có vẻ như là hơi sai, tôi nghĩ là thuế sẽ Rồi được từ khởi từ từ tạo. từ từ được không, không nói. À, mình hỏi bạn Đỗ Công Duy, bây giờ theo bạn là có vấn đề gì trong cái phần code này bạn không? Từ bạn đang nghĩ mà chờ một chút nhé. Nào, mình muốn hỏi Thì em bạn. nghĩ là đầu tiên là lương trước thuế sẽ bằng input là đầu vào, sau một thuế lũy sẽ bằng tiền lương input, lũy sẽ bằng luôn là cái tiền lương trước thuế luôn. Mình muốn hỏi bạn nhé, thuế với tiền lương là hai khái niệm hoàn toàn liên quan khác nhau đúng không? Sao lại gạt gắm Ok. chung được một cái này đúng không? Đấy, rồi bây giờ bạn nào mời bạn nào nghĩ phát biểu. Mình biết là bạn sẽ nhìn ra cái đấy mà. Cái tiền lương trước thuế với cả thuế thì nó không liên quan gì, cho nên là gán vào nhau thế thì nó sẽ hơi sai, vì đến cuối cùng cái phép tính
phép cuối mà mình tính, tớ nghĩ nó chỉ là thuế nhân với cả tiền lương trước thuế thôi. Thì thuế mình sẽ khởi tạm bằng không, và từng cái ít, từng cái yêu cầu của đề bài ấy, mình sẽ điều chỉnh cái thuế đấy. Nó có con thì cộng thêm bao nhiêu, mà không có con thì trừ đi bao nhiêu chẳng hạn. Chứ thì thuế ban đầu nó sẽ bằng không, tớ nghĩ thế. Sao thực ra mấy bài này mình cố để tìm một bạn nào mà bạn biết biết chắc là bạn chưa làm được, thì mình cho nó tìm một bạn mà làm được ngay từ đầu rồi thì chẳng gì để nói cả, không sao, bạn cứ bình tĩnh, sai đâu, mọi người sẽ cùng nhìn bạn mà sửa mà, không có vấn đề gì cả. Ngày xưa mình mới lập trình, mình chỉ có in print ra, mình còn thiếu chữ L với cả, mình còn thiếu 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 chữ cái cơ, không sao, không có vấn đề gì cả, cứ bình tĩnh mà làm thôi. Còn cái ý của bạn đang nghĩ rất là đúng, là cái thuế ban đầu sẽ xét nó bằng không, đúng không? So với mỗi cái phần sau cộng trừ bao nhiêu thì cứ cộng trừ vào đấy thôi, cho đến cuối được bao nhiêu thì mình in ra sau. Tất nhiên sau là em ví dụ em bỏ cái thuế đi nhé, xong rồi em để luôn là ở cái brin giới em để luôn là tiền lương nhận được ấy sẽ bằng là cái tiền lương nhân cộng với cả cái tiền lương cộng với cả cái phần trăm thuế, một ví dụ cộng một cộng với cả 0,5% ấy. Thoải mái thì bạn sẽ bảo một bài tập có dừng cách làm, nhưng mà mỗi cách sẽ có cái ưu điểm nhược điểm riêng, bạn thích làm kiểu đấy cũng được, rồi miễn là bạn làm đúng thôi. Chứ mình đấy, bạn cứ làm đi, xong rồi mọi người sẽ phân tích xem là cách của bạn thì có ưu điểm gì nhược điểm gì thôi. Nào, mời bạn đặt đặt tiếng đạn, mình biết là sẽ có bạn phát biểu phần này. Theo mình thấy thì ở đây cái tiền lương trước thuế của lúc đầu bạn gán vào, nếu mà bạn gán cái tiền lương trước thuế mà bằng một cái giá trị khác á, là sẽ thay đổi cái giá tiền lương trước thuế, để có nghĩa là sau đấy bạn bạn dùng cái tiền lương trước thuế nữa là nó sẽ bị thay đổi nữa. Đấy, thực ra ý bạn là đúng, tức là dù sao ấy, dù làm nào thì mình nghĩ là cũng nên làm thêm một cái biến là tiền lương sau thuế đi, hoặc là tiền lương nhận được đi, thì nó sẽ đỡ nhầm lẫn, đúng không? Riêng là mình tiết kiệm biến thì cũng có cái hay, nhưng mà tiết kiệm trong trường hợp này nó sẽ dễ. Sau đấy, đấy là ok. Mọi người chú ý bài của bạn nhé, để xem là bài của bạn đúng hay sai. Buổi hôm nay buổi đầu tiên thì chung là hơi 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 nhiều về lý thuyết một tí, nhưng mà mình chắc chắn là các bạn là các buổi sau thì thực hành là chủ yếu, mà vì thực ra thì mình cũng thích thực hành, và bây giờ bên Đức ý, thì họ giáo dục họ cũng đề cao cái tính thực tiễn hơn, nên là lý thuyết họ chỉ đi lướt lướt qua thôi, còn họ chủ yếu là thông qua quá trình thực hành với là các bài tập thì sẽ vỡ ra về lý thuyết hơn, còn cứ ngồi học học lý thuyết mãi thì cũng chán, đúng không? Chắc là các bạn trong này cũng chả ai muốn cứ cả ngày cứ ngồi học lý thuyết xuông xuông không thôi. Tí nữa bạn ấy làm bài xong thì mình sẽ có hai câu hỏi đặt ra cho các bạn, và các bạn phải chú ý vào hai câu hỏi của mình. Câu hỏi thứ nhất là code của bạn chạy đúng hay sai, mình chỉ nói đúng hay sai, mình không nói là nó tiện hay là không tiện đấy nhá, mình chỉ có câu hỏi thứ nhất là đúng hay sai, và câu hỏi thứ hai là code của bạn đấy đã tối ưu hay chưa. Đấy, các bạn nhớ kỹ hai câu mà tôi muốn hỏi các bạn. Câu hỏi thứ nhất là code của bạn chạy có đúng yêu cầu đề bài hay không, tôi chỉ cần đúng thôi, đúng hay sai thôi, không cần quan tâm là tối ưu hay không. Câu thứ hai mới là câu về xem là code của bạn đã tối ưu hay chưa. Đấy, thì tiếp mọi người sẽ hỏi mọi người hai câu hỏi đấy. Thưa thầy, cho em hỏi một chút về về cái điều kiện của bài được không ạ? Cái này liên quan B một chút, nhưng mà em muốn hỏi một chút qua là Ok, em thấy là nếu bố mẹ đơn thân là chỉ chịu thuế 2% đúng không ạ? đúng rồi, Nhưng mà nếu mà có một con thì được trừ 3% thuế, thế thì nó sẽ thành âm, thì lúc đấy trường hợp đấy thì sao ạ? à, thì thoải mái thôi, không sao, mình bảo rồi, cái trường hợp có con ấy thì càng có nhiều con càng được giảm thuế.